Wi-Fi không dây ngon nhất 2022. Các bạn cùng Wi-Fi Shop đón xem dòng Wi-Fi nào nhé. Netgear 815S được thiết kế sang trọng lịch lãm, phong cách cá tính, nhìn tổng quan rất bắt mắt. Theo mình đánh giá con này thì quá đẹp. Tốc độ Wi-Fi chuẩn N 300 Mbps/giây. Download của con Wi-Fi này là 150 Mbps/giây và tốc độ upload là 50 Mbps/giây. Với cái tốc độ này thì con Wi-Fi này vừa đủ để chúng ta lướt net, chơi game một cách mượt mà. Dung lượng pin của con này là 2000 mAh/giờ, sử dụng liên tục là 7 tiếng. Theo mình, với cái dung lượng này thì phù hợp sử dụng trong một ngày. Phát Wi-Fi ở hai băng tần 2.4GHz và 5.0GHz, phù hợp cho những thiết bị điện thoại, laptop, máy tính bảng. Tốc độ khi mình test thực tế tại khu vực quận Tân Bình là Simvina, Mobi, Viettel thì nó rơi vào tầm khoảng 45 đến 50 Mbps/giây. Hỗ trợ cho chúng ta là hai cổng anten TX9, trường hợp chúng ta thường xuyên di chuyển, chúng ta có thể sử dụng thêm hai cái anten để lắp vào để thu sóng tốt hơn. Màn hình hiển thị tên và mật khẩu con Wi-Fi. Bên cạnh đó, chúng ta có thể tải một cái app Netgear để quản trị và thay đổi tên và mật khẩu bộ phát Wi-Fi này. Mua Wi-Fi tốt đến ngay Wi-Fi Shop.